Hai mọi người, clip này thì dành cho những ai ưa dòng cưa hung ha. Này là dòng cưa dùng gia đình, công suất nó tầm 36 cc, 4 con một mã nha, là Huana 136 hết nha. 136. Thì 4 con này thì máy thì em chưa dọn vì sợ bắn dậy. Thì trong này có hai con giật được và hai con thì kéo nó cứng ha. Hơi kéo khá là nặng luôn rồi. Con này thì rất đẹp, con này đẹp này. Cái tay giật nó bị đứt, cổ giật nó bị đứt rồi. Ok, hai con này là hình như là em kiểm tra bô rồi hay sao, em nhớ hình như để lâu rồi, kiểm tra bô rồi hình như là định dọn lên hay sao. Con này là hình như là nòng nó ok. Ô, con này vệ sinh đồ nhiều rồi, nghĩ ra con này ok. Máy USA nè mọi người. Con này nó có ốp lam nha, mà biết em bỏ ở đâu rồi em sẽ tìm em bỏ vô nha. Có nó có ốp lam đầy đủ. Cái này đầu máy không à nha mọi người. Đầu này ok này. E nó là e tự động nè. Đó. Mấy con này đều e tự động hết. Thì hiện tại thì mấy cái đầu này hình đa số là đủ đô. Đầu này kéo cứng. Này nó có cộng xích luôn. Đẹp không ơi. Ok. Thấy một đầu thấy ok rồi đấy. Đầu này hơi khá là ngon. Đủ đô. Hai đầu. Ba đầu. Bốn đầu. Ha, ok, bốn đầu. Nghe kỹ video nha, máy chưa dọn nha. Cái này thì để rẻ cho mọi người. Đầu này nó cũng có cái ốp lam luôn nha, em bỏ vô. Hơi con này khá là non. Em nghĩ là dọn trước mắt là thấy con này sống rồi đấy. Ha, trước mắt là dọn được con này. Con này thì giật hơi cũng ok nhưng mà con này chưa kiểm tra. Mấy con này dây giật nó trắng trắng không. Thì cái này thì em sẽ nó em cho thêm một cây lam nha, cho thêm một cây lam bãi. Còn xích thì không có đâu nha. Bán nguyên bốn cái đầu như thế này ha, bốn đầu hùa nè. Thì mọi người cũng nói chung là mình cứ tự mình đi dò giá thôi chứ không nói gì hết. Đây là bán theo tùy chỗ bán thôi. Muốn bán sao mình bán vậy, mình cái thấy ưng ấy thì mình mua. Bốn cái đầu này là 2,5 triệu nha ha. Bốn cái 2,5 triệu nha mọi người. Em sẽ cho một cây lam đi theo nha. Nói luôn cho mọi người hiểu là những ai mà không biết về thế nào gọi là máy chưa dọn á, thì tốt nhất mình đừng khỏi cần hỏi luôn và mình cũng không còn mua luôn nha. Còn những ai mà biết được cái kênh của em bán hàng chưa dọn ấy, thì anh em sẽ ủng hộ nha. Còn ai không biết ấy, thì tốt nhất là mình đừng, nói chung là mình đừng có mua. Yeah. Mua vào rồi cũng chẳng có biết cái gì đâu. Ngay cả có người mình không phải là mình nói gì, ví dụ như mà con máy thị trường là bán là 3 triệu, trong khi em bán chưa dọn là 2,1 triệu 2,2 triệu thì nó khoảng 800.000 đấy. Thật sự mà nói con máy về, ví dụ như con máy mà đã bao nòng rồi về mình dọn ấy, cao lắm ấy là lửa, có trường hợp xấu nhất ấy là chết cục lửa, thì mua một cục lửa một con máy nó chỉ tầm dưới 500.000 thôi, nó không có trên 500.000 đó. 150 một cục cũng có, 200, 250 cũng có, tùy loại máy, đời cao đời thấp đó. Nhưng mà nó không có quá cao đó, thì nó vẫn tiết kiệm chi phí cho mình, tiết kiệm 800.000 chứ không ít nha. Hiểu thì mua, mình còn không hiểu thì mình cứ bỏ qua cái video đấy và mình tìm đến những kênh nào mà nó làm cho mình ok hết đấy, thì mình sẽ biết được giá trị cái con máy là bao nhiêu tiền ha. Ví dụ bây giờ 136 mình gọi lên YouTube Huana 136, nó sẽ ra rất là nhiều video của tất cả các kênh. Mình cứ vào mình xem ấy, người ta thứ nhất có kênh thì nó công khai, có kênh nó không công khai, thì mình cứ vô cái kênh nào công khai mình hỏi thử đi.
và vô cái kênh nó không công khai, mình hỏi giá thì đi, mình sẽ tự hiểu cái dòng máy nó bao nhiêu tiền rồi mình quay lại đây mình phán cũng được, chứ mình đừng chưa hết mà chạy mình phán là nó kỳ cục lắm. Cỡ như con này thì bán trên 2 triệu một con dọn lên nha, mà cái con này thì em nói là em không có bao gì hết nha, nhưng mà con này là em vệ sinh như thế này là em nhớ là con này đã kiểm tra để dọn lên này, nên là hơi nó ok, biết chắc là hơi nó ok nhưng không có bao gì hết, tại vì nó bán rẻ rồi. Một con này dọn lên đầy đủ đâm xích cũng trên 2 triệu đó. Thì em có mấy cái đầu này đợi lâu á thì em không, nói chung mình xả cho nó đi cho nó hết luôn, 4 cái là 2,5 triệu không có bao ship nha. Những dòng này thì tìm hơi lửa khá là dễ. Rồi chào mọi người nha. 2,5 triệu 4 cái đầu này nha, em sẽ cho thêm một cái lam nhông. Đừng có đòi hỏi phải lam ít, lam Latin đâu có mà cho. Rồi chào mọi người ha.